À, mời em gái giới thiệu về mình trước. Dạ, lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và đặc biệt là các bạn khán giả với một nửa bên kia nha. Em tên là Mỹ Phượng, em 26 tuổi và em đến từ Đồng Nai. Phượng đang làm việc gì Phượng? Dạ, em đang làm kế toán văn phòng ạ, ở Nhân Trạch, Đồng Nai chị. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn cùng chơi và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Đồng Văn Tân. Hôm nay em 26 tuổi, quê em ở Hải Dương và hiện tại em đang công tác ở đơn vị ở Xuân Đồng, Đồng Nai. Công việc cụ thể của em là gì em? Hiện giờ em đang là trợ lý quân khí. Em là quản lý về vũ khí đạn của trung đoàn. Có bom không? Bom không, đơn vị. Bên đây bạn gái sợ rồi kìa. Đơn vị em bộ binh thì đạn loại nhỏ đấy. Đạn nhỏ thì chứ nổ vừa vừa đúng không? Dạ, dạ. Anh ơi, bữa nào anh cho em xem cái hình viên đạn đối xem anh nhá. Cái đấy thì bình thường bạn ơi. Đạn thì mình quản lý cả một kho rất là nhiều. Ô vậy hả anh? Em cảm nhận như thế nào nếu mà bạn trai làm trong quân đội? Thực sự em nói thật là em rất là thích các anh mà bên quân đội cũng như công an, an ninh. Thực sự là vậy. Tự nhiên nó nhìn vô anh, mấy anh tự nhiên mình cảm thấy mình được bảo vệ vậy đó. Anh ơi, anh có biết võ không anh nhờ? Cũng không biết nhiều, biết được chút ít thôi bạn ơi. Anh có súng còn gì võ em. Vậy là bảo vệ em được rồi đó. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Có thể là em thì một phần là thiên về truyền thống và hiện đại. Truyền thống thì ở đây thì em vẫn giữ những cái nề nếp của gia đình của mình. Phụ nữ thì em muốn là mình hoàn thiện hơn về cái công dung ngôn hạnh của người phụ nữ Việt Nam. Còn hiện đại thì tất nhiên em vẫn theo những cái chủ nghĩa giống như là tự do, bình đẳng nam nữ. Nhược điểm em tự nhận em là một người rất là khó tính và sống theo cái khuôn khổ của mình. Chẳng hạn em không bao giờ mặc những cái bộ cánh nó sexy đi ra ngoài chẳng hạn ha. Trong gia đình thì em vẫn bắt em gái em phải theo nề nếp. Ví dụ ăn cơm là phải mời em. Ví dụ em gái mà không mời em, mời mẹ ăn cơm mà dám ăn cơm trước là thế nào cũng bị phạt. Sau khi nghe cô gái chia sẻ điểm mạnh, điểm yếu của mình thì em cảm thấy như thế nào? Thực sự những cái vấn đề đấy nó không phải là cái gì cái nó quá đáng quá. Cái thế mạnh, thế yếu của em là thế nào? Em thì cũng biết chơi thể thao. Tính thì cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng dễ gần với mọi người. Có một số người khi mà mới gặp em thì nhận xét là thấy ghét em á. Sau khi họ tiếp xúc 1-2-3 lần ấy, thì họ lại nghĩ ngược lại. Ủa sao có gì ghét nhỉ? Em không biết được. Hay mặt em ngầu quá đúng không? Mặt em ra ngoài đường nhận xét em 30 tuổi rồi. Bị già trước tuổi đó hả? Dạ, dạ. Điểm yếu em là gì? Bạn gái có thích con trai hút thuốc không? Dạ không. Đó. Thực sự em có hút thuốc. Nghe cái từ muốn bỏ thuốc liền. Dạ không. Anh ơi, anh cho em hỏi xíu, một ngày anh hút mấy gói thuốc á? 5-6 điếu bạn ơi. Anh có thể bỏ thuốc được không? Nếu mà sau này mình tiến tới mình có tình cảm tiến tới với nhau được thì nhất trí là mình sẽ nghe theo lời của bạn. Dạ, anh hứa đó nha. Hứa thôi em ơi, chị cũng nhiều người hứa vậy lắm rồi, không ai làm, càng ngày hút nhiều hơn. Em sẽ bày anh cách bỏ thuốc nhé. Còn cái gì nữa không nè, mẫu người đâu ngoài cái hút thuốc đó ra. Anh Linh kiểm tra giúp em nha, anh đó tóc đừng có kiểu cách bây giờ á, mấy bạn nam hay bây giờ hay sợ sợ cái này nè, là không thích. Tóc là giống như kiểu anh Quỳnh Linh thôi. Em lùn lắm cho nên em thích người cao cơ. À, cao 1m78. À rồi ok. Em thích các bạn nam phải đen đen một tí, cao và tròn tròn. Thường thường cao là ốm. Mình cao 1m78 mà nặng 82kg là có mập bằng. À được, như vậy là được. Ok, nãy giờ đưa ra ok hết rồi đó. Dạ. Còn gì nữa không? Chỉ có thuốc là chưa ok thôi. Còn về tính cách là một người biết tôn trọng lời nói. Tức là trước khi nói ra cái gì thì mình phải suy nghĩ. Yên tâm, quân đội mấy cái này là nó chắc lắm em. Phát ngôn là phải xin ý kiến đàng hoàng. Vậy là ok rồi, em chỉ cần như vậy thôi à, đúng không? Dạ. Còn bạn trai, bạn yêu cầu gì bên đàn gái nói xem bên kia có đáp ứng được không? Như lúc đầu Phượng ra có chia sẻ thì là Phượng là một người theo cái trường phái là truyền thống ấy, thì là em cũng rất là thích. Nếu mà cao được từ 1m57 trở lên thì tốt. 57 trở lên. Bao nhiêu bạn ơi? Bạn cao mấy bao nhiêu? Dạ cái này em nghĩ là em làm được. Tại vì ví dụ như em lùn thì em có thể mang da kéo có. Được, không sao. Về tính cách thì là dễ gần, hiền. Còn về công việc thì là như Phượng chia sẻ là em cảm thấy là tốt rồi. Được. Rồi có cái điều gì mà bạn không thích ở người bạn gái nữa không?
Em không thích là có hình xăm. Xăm có chút xíu à, xăm trái tim ngay đây nè. Không, nếu mà xăm nó lộ quá đâu anh. À, có nghĩa là xăm mà một mình em thấy thì được, mà nếu lộ ra ngoài người khác thấy thì không được. Nhìn mà quíu quíu tay chân dữ vậy. Trời ơi, xe 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 bằng tay ra coi. Rồi cái móng cái đó để làm chi dài vậy? Đó, có tí à. Để khều khều mấy cái chốt lựu đạn đó. Mình có cái tật xấu gì nãy giờ mình chưa khai ra không? Có nhậu không? À, có, nhậu có. Ủa nãy em không có hỏi vụ nhậu, vậy là em chịu nhậu hả? Anh nhậu ở cái mức độ nào anh? Cái xích nhậu là mấy chai xỉn? 8 chai thôi. Đó, thuốc thì 4 điếu, nhậu là 8 chai. Ok, khi nào đi nhậu thì cho em đi cùng, tại vì em sẽ hạn chế anh nhậu. Được không em? Nhưng mà em cũng không gọi là đặt nặng vấn đề đó, có bạn đi cùng là vui rồi. Bây giờ người ta đã là một sĩ quan chuyên nghiệp rồi. Ôi chào dạ, gái. Em chào anh. Giọng nói thật sự là ấn tượng với anh nãy giờ đấy. Dạ. Vấn đề bây giờ cái quãng đường để hẹn hò với nhau đó. Đồng Nai nhưng mà chỗ nào? Anh ở đoạn chỗ nào anh nhờ? Ở Xuân Độc bạn ơi. Hơi xa đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà em nghĩ vậy nè, nếu như mà thực sự mình đã nghĩ tới cho nhau thì cái thời gian không, khoảng cách không là gì cả. Em không đòi hỏi là anh ngày nào cũng gặp em đâu, yên tâm đi. Một tháng chúng ta có thể gặp nhau một lần, rồi ví dụ như cuối tuần hoặc là buổi tối chúng ta dành thời gian nói chuyện điện thoại cho nhau. Phải làm cho nhau biết được rằng thực sự là mình cũng có nghĩ về người bên kia là được. Được rồi. Rất là chính xác. Anh nói với em nghe nha, cô gái bên đó có đầy đủ phẩm chất là gọi là làm người vợ, người mẹ, có thể giải quyết bất kỳ tình huống nào. Tốt. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nha. Nãy giờ người thân đã nghe tất cả mọi cái câu chuyện của hai bạn rồi. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi cùng với là em gái của em. Em ruột đó hả? Dạ em ruột. Em mà ăn cơm là phải mời chị đó đúng không? Dạ chào em. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào anh Tân, chào tất cả mọi người, chào các anh quân nhân nè. À, chị hai em á, nãy giờ là nói cái tiêu chí đó là cả buổi tối là mẹ em và chị hai em soạn với nhau rồi á. 80% là có mẹ em trong đó rồi đó. Nhưng mà tại hôm nay mẹ em đau chân á nên thành ra không đi được. Nên về phía anh Tân thì em chỉ lo ngại một cái là em chỉ sợ anh là một người quá nguyên tắc. Không biết là ví dụ như là chị hai em có một cái điều gì đó không đúng á thì không biết là anh có xử sự một cách nhẹ dịu hay là giờ muốn sử dụng súng đạn hay là xét về mặt bản lĩnh bây giờ nha, là anh thấy chị hai em trên cơ đấy. Không có đâu anh, trên cơ đấy anh. Không có. Thực sự đối với anh ấy nguyên tắc là trong công việc thôi, còn khi mà về cuộc sống gia đình ấy thì mình tôn trọng, mình đóng góp ý kiến cho nhau chứ không có quá đặt một cái gì đó. Anh không phải là người gia trưởng. Dạ cảm ơn anh. Ra mắt chị hai em là chị hai ưng ấy, nhưng mà đến về nhà là anh phải nói chung là dùng trăm phương ngàn kế, nói chung là anh phải họp bàn với em trước. Trời ơi, em vợ dễ thương dễ sợ. Dễ thương quá. Rồi bây giờ mình nghe ý kiến bên đồng chí quân đội như thế nào. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị và chào em dâu. Em dâu luôn. Trước hết thì nói luôn để bé biết, anh Tân nói riêng và những người quân nhân như bọn anh nói chung ấy, không phải chỉ có gươm và súng mà trong tâm hồn còn có cả nhạc và thơ. Hay quá. Gia trưởng thì chắc chắn không có. Đối với lại em dâu ấy thì em yên tâm. Trước hết anh muốn nói em này, em muốn xem đạn của Tân cũng được. Đấy. Nhưng mà đừng nhìn Tân bằng con mắt hình viên đạn mà hãy nhìn Tân bằng con mắt của hình trái tim. Đối với Tân ấy thì súng dài có, súng ngắn có, đạn to có, đạn nhỏ có. Còn về con người thì anh nghĩ là chuẩn. Anh là anh duyệt rồi. Dạ. Đấy, còn chú thì phải cố gắng. Nhìn cái là phải ấy ngay, phải khắc phục những cái khuyết điểm của mình ngay. Dạ. Tuyệt vời. Xin cảm ơn chị. Tiêu chuẩn là đã đủ. Bây giờ chị xem nhịp đập của trái tim như thế nào. Cái màn lên. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Trong quân đội là chào như thế này đúng không? À vậy hả? Bữa nào bày em nhé. Em nói thật nhé, bó hoa này em rất là thích. Đây là lần đầu tiên em nhận hoa hồng. Em khó tính mà, cho nên hoa là phải hoa màu đỏ và phải bó và tròn như thế này em mới thích. Cho em hỏi nhé, hồi nãy là anh có nghe em chia sẻ về những cái vấn đề hồi nãy ấy, thì anh thấy em đạt tiêu chuẩn của anh chưa? Khi mà mình được gặp trực tiếp bạn đây thì anh với em đi. Mình với bạn nào ở đây hết á. Khi mà anh được gặp trực tiếp em ở đây á, như này thì anh
nhất trí 100%. Cho em hỏi là anh ở như vậy thì có khi nào anh nghĩ tới cái chuyện sẽ lập nghiệp ở ngoài kia không? Ngoài Bắc à? À đúng rồi đó. Như nhà anh thì cũng có mỗi hai bố mẹ ở ngoài quê thôi. Cái lập nghiệp mà do bản thân anh. Nếu mà anh lập nghiệp trong này thì mình sẽ bố mẹ sẽ vào đây cùng ở cùng. Ừ. Bố mẹ cũng không bắt ép là mình phải về ngoài kia. Dạ, dạ. Em đặt ra một cái chuyện như thế này, anh giải quyết như thế nào? Tức là chúng ta đến với nhau, sinh con, hai đứa đầu mất con gái tiêu rồi. Mẹ anh muốn thêm một người cháu nữa, muốn sinh con trai. Thì anh giải quyết chuyện đó như thế nào? Nếu mà hai gái thì cũng có một cái gì đó nó hơi buồn thật. Bởi vì mình là... Sao buồn? À, bởi vì em là trưởng anh Quỳnh Ninh. Anh cũng là trưởng nè. Cũng hai đứa con gái nè. Vui như Tết. À, tức là hơi buồn một tí thôi anh. Còn lại thì em cũng không quan trọng là cứ nhất thiết mà phải có con trai. Trai gái vì cũng con mình. Nếu mình có một chút xíu buồn thì đôi khi vợ mình không được vui. Dạ. Mà vợ không vui thì cả gia đình cũng không vui đúng không? Trai gái là do mình chứ bộ, coi lại súng đạn mình đi chứ tự nhiên đổ thừa con gái vậy. Em nói thật, chuyện nam nữ, con trai con gái là do anh chứ không phải do em. Trong khi anh buồn thì em lại lo. Thực sự nếu trường hợp đó xảy ra thì sao? Anh buồn thì sao? Và lúc đó tự nhiên em cảm thấy em là người có lỗi. Như anh cũng đã nói ấy, thì cũng có một cái gì đấy nó hơi buồn thôi nhưng mà nó không quan trọng. Trong gia đình á, ví dụ như anh có một cái quyết định nào đó thì anh thường hỏi ý kiến của ai? Trong gia đình thì nếu mà khi anh có quyết định anh sẽ hỏi ý kiến của mẹ. Chẳng hạn như mẹ anh chê em chẳng hạn đi, ví dụ là vậy. Thì sao ạ? Thực sự là mình hỏi là để xem cái ý kiến của mẹ thế nào thôi, còn quyết định là do bản thân mình mà em. Mẹ anh chê em nhưng mà sống với lại anh sau này là em sẽ sống lâu hơn, chứ không phải là mẹ có thể thay quyết định của anh để kiếm được một người vợ cho anh được. Quan trọng là cái tình cảm của anh đối với em thôi, chứ không phải là tình cảm mẹ đối với em. Theo anh nghĩ là như vậy. Suy nghĩ cho kỹ. Bấm nút hay không bấm nút là quyền của các bạn. Chuẩn bị. Những khoảnh khắc này tất cả mọi người đều cũng lo lắng và căng thẳng như những nhịp tim đang đập vậy. 1 2 3 Hết thời gian. Chúng tôi cũng muốn thử cái tình cảm bạn gái thế nào. Chưa cho nắm mà nắm lẹ dữ rồi trời. Đây chiếc vé xem phim, chúng ta có thể xem phim để tìm hiểu về nhau với hệ thống rạp Cinebox 212 để chiến thắng. Ở đây quà tặng dành cho hai bạn, quà tặng từ Viettel là một chiếc điện thoại được kết nối 4G trị giá 2,2 triệu và được cài sẵn ứng dụng của Mocha. Và khi sử dụng Mocha thì hai bạn có thể chat, gọi điện và đặc biệt là nghe nhạc và xem phim cùng nhau, rất là thú vị. Hai bạn nhớ liên lạc với nhau nha. Nắm tay nhau nào, nắm tay nhau nha. Đừng rời xa nhau nha. Em gái dễ thương lắm đấy.